Hi guys, it's me again. You know my name, you know her name. Today is a little special day. We have ordered a camera last 2 days and then we became it now. It's so fast. Guess what? Ta-da! I like to open it so I can't wait anymore. First, I have to wait for my dad when he's come or I can do it right now. I never do this before. And I'm very scared if the camera gets broken. It's so hard. It's fun. Oh my god, that was fast. Oh my god, I like this thing. I like it. I like this thing. Oh, there is it. Oh, I like these. I like these. And guess what? Here are the cameras. Let's see where's the camera. This is the Extreme Pro. I don't know what it's called. Extreme Pro card. It's a filter, yeah, for the filter. Here, so I don't wanna. And here in this box is the camera. Oh my gosh. First, I gotta take the camera out. What is it inside? It's the camera inside, I think. Canon. So. Yes, Canon. Oh, and this is the hardest. It's the Canon. This is the Canon. Yeah, here. In here is the camera. Mm-hmm. In here, the Canon. So now let's open it. Wow. Do you like it, Jenny? I like it so much. What is this? It's nothing. What is this? Charger. I think it's the charger. This is the battery. And I thought this is the battery. This is cable? The cable, yeah. And now comes the camera! And here's the camera, and it's very small. Yeah, the camera is very small. Smallest that? It's very small. It's smaller than I guess. Okay, let me open this. Here is the camera. Ta-da! Canon. This is the Canon. So look at it. It looks so pretty. Nah. Okay, I'm gonna open this next. Why is it opened? Here. Okay, so this is in here is a lamp. The box is smaller. Oh, here's the lens. Yeah, here's the lens. So, wait. What? Oh my gosh. It's so small and heavy. Heavy? Yeah, it's heavy. I don't know how I will open it. Oh yeah, now I know how I open it. Like this. Ta-da! Wow, it looks pretty.
camera Canon RP. Rất nhỏ gọn và nhẹ. Cái tay cầm này cũng rất là sâu và chắc chắn rồi. Cũng không phải mua thêm một cái grip làm gì nữa. Bây giờ mình sẽ dán cái display của nó. Ok, bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm chiếc ống kính RF 70-200 f/4L của Canon. Thì đây, trong cái hộp thì nó bao gồm một cái giấy bảo hành này kia, một cái túi đựng lens, cái hút của ống kính, và đây đây chính là chiếc ống kính Canon 70-200 f/4L. Thì phiên bản này nhỏ gọn hơn phiên bản 2.8 cũng khá là nhiều, rất đẹp. Mình không nghĩ rằng là bây giờ muốn có một cái chiếc ống kính với tiêu cự 70-200 mà là có thể nhỏ gọn như thế này. Nó cũng chỉ to, hoặc thậm chí là khi còn nhỏ hơn chút xíu so với cái chiếc 24105F4L. Trước đây thì mình đã từng sở hữu và sử dụng và đã trải nghiệm qua chiếc 5D Mark 4 và cái chiếc ống kính EF 70-200 f/2.8L2. Chất ảnh thì nó khỏi phải bàn cãi rồi, rất là tuyệt vời. Nhưng có một điều đáng nói ở đây, đó là nhu cầu chủ yếu là chụp mà gia đình thôi, cho nên là cái combo kia đối với mình nó quá to và cồng kềnh. Chính vì vậy mình đã không sử dụng nữa và mình đã bán đi. Sau đó thì mình chỉ còn sử dụng lại một chiếc máy ảnh M5 kèm theo chiếc lens 18-150, khá là đa dụng. Cách đây khoảng 2 năm thì Canon ra dòng sản phẩm máy ảnh không gương lật mirrorless với ngàm RF. Đầu tiên là chiếc Canon R. Sau đó nửa năm thì ra chiếc RP. Thì mình đã để ý nó từ lúc mà mới ra mắt. Nhưng các cái dòng ống kính đi theo cái chiếc Canon RF ấy, thì nó rất là to và cồng kềnh. Mình cũng vẫn chưa ưng ý một cái ống nào cả. Canon có cho ra mắt là kèm theo cái ống kính RF 70-200 f/2.8. Mình cũng đã để ý rồi. Ban đầu cũng có ý định là mua chiếc ống kính đó. Nhưng nếu lắp với lại chiếc RP thì có vẻ là nó hơi bị hơi bị không được cân đối cho lắm. Cái ống kính thì quá to, còn chiếc máy thì lại hơi bị nhỏ. Nhưng mình đã chia sẻ từ ban đầu rồi là mình rất là thích sự nhỏ gọn và tiện lợi để mang đi theo du lịch, phục vụ có các nhu cầu về cá nhân này kia. Cho nên là chiếc máy Canon R mà kèm với cái chiếc RF 70-200 f/2.8L đó, đối với mình thì nó cũng vẫn khá là to, vẫn chưa có ưng ý cho lắm. Cho đến khi cái chiếc này được ra mắt cách đây nửa năm, trong đầu mình nảy lên một ý tưởng là bộ đôi này sẽ rất là phù hợp với lại cái nhu cầu của mình. À, chính vì thế cho đến ngày hôm nay thì mình đã quyết định mua hai chiếc này. Chiếc Canon EOS RP kèm theo chiếc ống kính RF 70-200 f/4L. Thì cái chiếc này mặc dù là cái khẩu độ của nó chỉ là f/4 thôi, nhưng mà nó đổi lại một cái thì nó rất là nhẹ, nhỏ hơn và nhẹ hơn đáng kể so với cái ống kính đàn anh EF 70-200 f/2.8. Đi kèm với lại cái chiếc Canon RP này thì mình cảm thấy rất là ưng ý vì nó quá là nhỏ gọn rồi, không thể nào nhỏ gọn hơn được nữa so với cái sở thích và cái nhu cầu của mình là giải tiêu cự 70-200 để chụp ngoại cảnh ở bên ngoài, chụp phong cảnh, chụp động vật hoang dã, chụp gia đình như vậy thôi, chẳng có lý do gì cả. Cho nên là mình đã quyết định là
mua combo này. Thì theo cảm nhận cá nhân của mình, cái chiếc máy ảnh Canon RP này thì nó ra mắt cách đây chắc cũng đâu đó gần 2 năm rồi. Mọi thông tin đã quá là đầy đủ và cũng rất nhiều video đánh giá chi tiết về cái chiếc máy ảnh Canon này rồi. Thì một chiếc máy ảnh full frame không gương lật, độ pixel lên đến 26 chấm. Thì so với cái nhu cầu cá nhân và gia đình là mình là quá ổn và quá quá đủ rồi, có khi không muốn nói là thừa. Ống kính RF này thì quá tuyệt vời rồi, không còn gì có thể đáng chê trách được nữa. Chất ảnh các thứ mình đã tham khảo rất nhiều và rất kỹ rồi. Thứ nhất, thứ hai là cái độ nhỏ gọn và cái độ nhẹ của nó khiến mình không thể nào từ chối được cái chiếc lens này. Độ hoàn thiện thì quá đẹp. Ở bên ngoài thậm chí nó còn đẹp hơn là trong hình rất nhiều. Cầm thì rất là vừa phải, không quá to, không quá nặng, cũng không quá dài. Cái độ nặng của cái ống kính này theo mình cảm nhận thì là nó tập trung khá là chủ yếu ở cái phần phần này, sát với lại cái ngàm cắm vào cái mảnh này, cho nên là theo mình nghĩ thì khi mà mình gắn vào trong chiếc Canon RP mà cầm lên thì nó cũng không có bị mất cân đối cho lắm. Bởi vì khi mình cầm như thế này thì độ nặng nó sẽ chủ yếu tập trung sát cái ngàm này, thì nếu mà cái độ nặng nó tập trung về phía sát với lại cái kính này thì khi mình cầm có thể khả năng nó sẽ bị chịu xuống nặng như thế này, thì sẽ tạo ra cảm giác là mỏi tay khi mà cầm lâu. Nhưng mà khi mình cầm lên thì mình cảm thấy rõ rệt luôn là tất cả cái trọng lượng của cái ống kính này hầu như nó tập trung về về cái phần màng ở phía dưới này, sát với lại cái ngàm này, cho nên là khi mình gắn vào cái con Canon RP mình cầm một tay thì có lẽ là cũng rất là ổn thôi. Cầm hai tay thì không phải nói rồi, cầm hai tay thì quá là đơn giản, không có gì để nói hết, nhưng mà khi cầm một tay cũng vẫn rất là ok. Đó, đó là cái lý do vì sao mà mình chọn cái combo này, chiếc máy ảnh Canon RP nhỏ gọn nhất của dòng full frame không gương lật và cái chiếc ống kính tiêu cự 70-200 mà chắc là nhỏ và nhẹ nhất thế giới hiện nay rồi. Không còn một chiếc ống kính nào có thể mà nhỏ và nhẹ hơn được cái chiếc ống kính này nữa. Thế thôi, phần chia sẻ ngắn của mình về cảm nhận cá nhân của mình như thế, và nhu cầu cá nhân của mình thì cũng chẳng có gì là quá là to tát cả, cũng không có làm dịch vụ hay là gì hết, chỉ là đơn giản là chụp ảnh gia đình. Mình có mua thêm cái chiếc filter này của hãng Hoya, thì Hoya HD Filter Protector, chỉ là để bảo vệ cái ống kính ở phía trước này và tia UV thôi. Thì mình mua một chiếc ống kính nó cũng có cái giá nó cũng không phải là rẻ như thế này, thì tốt nhất là mình nên mua thêm một cái chiếc filter nữa để bảo vệ cái ống kính, để khi có vấn đề gì bất chắc mà xảy ra thì nó cũng có thể bảo vệ tối đa được cái ống kính của mình, không nó xước cái filter này thôi, đỡ sót. Ok, thì đó là một vài cảm nhận cá nhân của mình. Hy vọng là sẽ có được những bức ảnh và những cái thước phim thật là đẹp với cái bộ combo này, và mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng bộ combo này khá là lâu đấy. Thì đây, đây là cái chiếc filter của hãng Hoya, UV filter và protector. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào trong cái ống kính 70-200 f4L này. Ok, vậy là mình đã gắn xong chiếc UV filter HD Protector cho cái ống kính 70-200 này rồi. Dẫu gì thì gắn vào thì cũng cảm thấy được cảm thấy an tâm hơn một chút. Ngoài cái công dụng là bảo vệ cái ống kính ra thì nó còn có cái chức năng là chống tia UV để bảo vệ len được bền hơn.
Đây, bây giờ mình đã gắn chiếc ống kính này vào cái máy ảnh Canon RP rồi. Và thực sự đúng là như lúc nãy mình nghĩ, đó là khi mà gắn cái chiếc ống kính này cứng vào trong cái chiếc ngàm của máy ảnh rồi thì cái combo này cảm thấy rất là chắc tay và đầm tay. Cái trọng lượng của cái ống kính nó đã dồn về phía sát với cái ngàm này, cho nên là mình không có cảm giác bị trúc cái đầu xuống khi mà mình cầm cái máy ảnh kèm ống kính này lên, rất là chắc chắn. Nếu mà trong trường hợp mà phải cầm một tay mà chụp nhanh như thế này thì cũng không thành cái vấn đề gì đâu. Chỉ trừ trường hợp nếu mà mình cầm quá lâu ở bên ngoài hay gì đó thì có thể là sẽ gây ra cái hiện tượng là mỏi tay thôi. Rất là nhỏ gọn, một combo rất là mình cảm thấy rất là ưng ý trong với cả cái combo này, chiếc RP và cái chiếc ống kính 70-200 f4L này. Rất đẹp. Với độ dài, cái dải tiêu cự từ 70 đến 200 mà chụp ở phía ngoại cảnh thì có thể nói là lý tưởng rồi. Trường hợp mà mình hay chụp sự kiện trong nhà hay là ở nơi mà thiếu sáng nhiều thì có thể là cần tới cái khẩu độ 2.8, nhưng mà nếu mà theo cái nhà cái nhu cầu của mình chụp ở ngoại cảnh ngoài trời như vậy thì là cái khẩu độ F4 này là đối với mình quá đủ rồi. Chụp chân dung thì khỏi phải bàn cãi rồi, cảm thấy rất ưng ý với cả cái combo này. Rất nhỏ gọn và xinh xắn. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Okay guys, I have already unboxing this new camera and a new lens. So I'm feeling for this camera, it's very professional and pretty. So I'm very thankful for my parents that they are buying this camera for me and my sisters. And I hope you get new pretty videos and photos. So thank you guys for watching this video. Please subscribe and like and follow us. Bye. Chú bye bye chú. Chú bye bye chú. Chú bye 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 bye. Bye.